Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ làm cái clip unbox mở hộp đi, nó dễ. Thì mình sẽ mở hộp một chiếc xe của cái hãng Leso. Thì đây là một cái đơn vị nhập khẩu của chiếc kit này. Các bạn mà muốn mua hay muốn làm gì thì cứ liên hệ đây. Đấy, để muốn mua cái hộp này. Rồi thì mình sẽ không để anh em chờ lâu nữa, sẽ mở luôn. Có một cái điều đặc biệt ấy, là Leso bây giờ đã cải tiến cái hộp bìa cắt tông này bằng bìa cứng và bằng các cái thanh nẹp cứng này rồi. Nên là nó sẽ đỡ bị móp méo trong cái quá trình vận chuyển về đến Việt Nam. Còn ngày trước thì chỉ đóng các cái thùng cắt tông bình thường thôi, bây giờ về nó móp hết. Rồi thì bây giờ mình mở luôn. Thì trước tiên các bạn cần là một cái kéo à. Đó. Một cái dao. Và một cái chút kinh nghiệm. Thì kéo để làm gì hả? Kéo để cắt kéo. Ok chưa? Dao thì mình sẽ rạch những cái chỗ nào dáng dính. Rất là đơn giản. Đây, các bạn nhìn chưa? Thì đây chắc chắn là một cái chiếc xe rồi. Không phải là xe nâng, xe nổ. Nhìn qua thì thấy được hai cái bình dầu, một bình 85, một bình 55, một bình nhỏ. Nhìn như này là biết xe Scania rồi. Đĩa kéo thì chắc chắn nó sẽ là một chiếc đầu kéo. Đấy, đầu kéo này là 3 chân. Đấy, nhìn đây biết là 6x6 rồi. Cái kit này thì chỉ bao gồm có mỗi một cái servo kéo vi sai. Vì sao? Vì cái servo kéo vi sai này thì các bạn lắp thì có thể là nếu mà mới chơi thì lắp nó sẽ rất là khó, nên là hãng người ta lắp trước cho mình. Thế còn đâu cái servo số với cả servo lái thì mình lại phải tự sắm. Để giới thiệu qua một chút, đó là cái phần nhíp sau. Thì nhíp sau của Leso thì đã được nâng cấp hết bằng dầu tuyền inox 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cái đấy. Và đằng trước thì cũng là dầu tuyền lái cũng inox luôn. Có một cái điều ấy, rất là không hài lòng. Nay mình sẽ mở hộp một cái chiếc cabin, mở luôn. Ok, thì đây là một cái chiếc cabin Scania 730 và của hãng Equin Hobby, sản xuất tại China nhé. Thì lại 1/4 đầu kéo xe tải. Đây thì cái hãng này nó cũng là một cái hãng gọi là cạnh tranh với Tamiya. Hộp thì không bốn bề mốt loạn với xe này. 730 6x4. Đây thì 7x30, 6x6. Đây thì là có 6x20 thôi. Mặt này thì là 4x70. Còn mặt này thì cứ loại luôn. Và mặt này thì xem nào. Hộp ra thì nó có hướng dẫn này. Tem và lưới này. Đèn này, gương, cái cabin này. Hay nó hay một cái là cái cabin này nó mở được cửa. Và cái cabin này nó có sẵn cái nắp cao luôn, top line luôn. Đây là nó không cần phải lo độ lại như những cái bản
Tamiya thì đa số là phải độ đa số là cửa. Nhưng mà về cá nhân mình thấy là chiếc cabin này nó không hợp lý, bởi vì cái phần nhựa thì nó chỉ là 1/9/10 thôi, khi các bạn mang đi sơn thì nó sơn nét thì không ai biết. Đấy, nên là mình khuyên các bạn nên mua cái này, nhưng cái này thì nó hơi đắt, nó sẽ rơi vào khoảng 4 triệu. Thế còn cái cabin của Tamiya ấy thì nó khoảng 2,6 triệu. 2,6 triệu, nhưng khi các bạn độ cái nóc cao này mua cũng đã gần 2 triệu rồi, thành 4,6 triệu rồi mà lại không có mở cửa. Đấy, thì nên mua cái hãng này. Cái hãng này sản xuất các cái đầu như đầu mèo ác chốt cũng rất đẹp. Được. Đấy. Thì các bạn mua cái hãng này là vừa có chắn bùn này, vừa có đầu này, đấy, vừa có đèn hậu này, đầy đủ luôn, mà gương lại là cái gương giống xe thật. Còn cái gương của hãng Tamiya thì nó là bằng sắt, xong rồi có một cái mảnh đấy, chả giống ai. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Mình vừa mới mở cái hộp ra xong. Rồi đây. Nó là một cái chiếc 6x6 đầu kéo. Để giới thiệu các bạn là chiếc xe này thì cái phần điện khi mà mua nguyên cái kit thì cái phần điện của nó thì bao gồm mỗi một cái servo kéo cái số vi sai và một cái motor thôi. Cái servo kéo vi sai này hãng người ta lắp sẵn cho các bạn là bởi vì sợ các bạn mới chơi chưa lắp được nó chuẩn thì các hãng người ta sẽ lắp trước. Còn đâu cái servo lái và servo kéo số nó rất đơn giản thì các bạn có thể về tự lắp. Thì cái chiếc này là chiếc 6x6 ba cầu, cầu nhỏ nhưng cái vòng bi ở cái đầu cầu nó lại to nên là nó sẽ đỡ được cái việc vỡ khi mà các bạn đi ở trên cái cát vào sẽ làm vỡ vòng bi. Đấy, có điều hay nữa là Leso đã nâng cấp các cái thanh rằng Zotin này, là inox hết tổng có 12 cái. Đấy. Cầu là cầu nhỏ. Lật nghiêng này. Đấy, 6x6. Đây là bình ắc quy, bình hơi, đây là bình dầu. Đấy, thì móc kéo công thì cũng được làm bằng nhôm. Đây, đây cái phần này mới là cái phần chính của cái chiếc Scania. Đó là cái bầu hơi để nhận diện. Đây, một cái transfer này, cái transfer mà để chuyển cái cầu ra cầu trước này, nó là transfer 1-2. Transfer 1-2 nó sẽ tăng cái độ khỏe lên. Tất cả các cái cắt đăng đều bằng kim loại hết. Thật ra khi các bạn mang về thì sẽ phải nhớ vặn lại các cái ốc này nhá. Vì cái ốc này nó ở hãng người ta chỉ lắp vào là có đâu. Mình về vặn mà. Có cái điều không hài lòng nhất nó chính là cái này. Cái dung tin này đáng nhận ra nó phải bằng inox thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Nhưng đây vẫn còn nhựa. Tổng quan thì đấy, hôm nay mình sẽ mở, hôm nay mình mở hộp ra thì nó chỉ vậy thôi. Thì cái chiếc này mình đặt về cho khách nó là 23 triệu mấy trăm gì đấy, là rất là hợp lý. Xong rồi các bạn có thể lắp thêm cái cabin nữa, cabin thì tùy 2,5 triệu đến 4-5 triệu tùy loại. Nói thêm cái hộp số thì cái hộp số này nó là cái hộp số Leso nhưng đời đầu nhưng nó lại làm có 2 tầng thôi, và 2 hoặc 1 tầng gì đấy, 1 tầng bánh răng nên là nó sẽ đi rất nhanh nhưng nó cũng khỏe, có thể kéo được cả 100 kg là chuyện bình thường. Đây, còn motor thì cái hãng họ in đây chứ không phải của họ sản xuất. Motor là 540, thông số là 27T, số vòng trên phút đấy. Nói chung là chỉ có mỗi vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video unbox lần tiếp theo.